Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Một nam thanh niên đã hóa thân thành hot girl Facebook để dụ dỗ đàn ông về nhà, sau đó sát hại và cướp của. Chi tiết của vụ việc ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khoảng 16 giờ 50 phút ngày 1 tháng 6, trên sông Mã, đoạn chảy qua địa phận thôn Cẩm Trung, xã Hoàng Tân, huyện Hoàng Hóa, người dân vô tình phát hiện một xác chết là nam giới bị buộc trong bao tải xác rắn màu trắng, đang trong thời kỳ phân hủy mạnh. Đáng chú ý, vùng mặt, đầu và hai tay của nạn nhân đã bị quấn băng dính trắng. Xác định đây là một vụ trọng án nghiêm trọng, cái chết của nạn nhân có nhiều điều nghi vấn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì phối hợp với các đơn vị vào cuộc điều tra làm rõ. Quá trình điều tra, do thi thể nạn nhân đang trong thời kỳ phân hủy mạnh, không thể nhận dạng rõ khuôn mặt, trong người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân. Ngay sau đó, công an đã thông báo rộng rãi về việc tìm tung tích nạn nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc điểm nhân dạng: thi thể là nam giới, khoảng 25 đến 35 tuổi, cao 1m56, tóc màu đen, vóc dáng người thấp nhỏ, mặc áo phông cổ tròn, cột tay màu đen, quần thô mềm màu đen. Nạn nhân từng được mổ do tổn thương hộp sọ vùng thái dương bên phải. Các xương nối liền xương sọ đang trong quá trình phát triển và được khâu bằng chỉ cước màu xanh. Nạn nhân chết trước khi phát hiện khoảng 10 ngày. Chỉ sau một thời gian ngắn, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin rộng rãi về xác định danh tính người xấu số bị trói tay, bỏ trong bì xác rắn trôi trên sông Mã. Chiều ngày 2 tháng 6, một người thân sau khi đọc báo và thấy một số thông tin, quần áo, đồng hồ, khuyên tai, nghi ngờ nạn nhân là Phạm Đức Trọng nên đã báo tin cho bà Phạm Thị Bình, trú tại thôn Cát Thành, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành. Từ những thông tin cơ quan công an cung cấp, bà Bình khẳng định thi thể được phát hiện nói trên là anh Phạm Đức Trọng, sinh năm 2003, con trai bà Bình. Khi được hỏi về quá trình mất tích của con trai, gạt nước mắt, bà Bình kể lại với mọi người. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh Trọng không thi đại học mà chỉ muốn đi xuất khẩu lao động theo bố. Chồng bà Bình đang xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Do vậy, ngày 28 tháng 2, Trọng từ nhà thôn Cát Thành, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành xuống thành phố Thanh Hóa để học tiếng Hàn Quốc tại một trung tâm ngoại ngữ để phục vụ cho việc xuất khẩu lao động. Khóa học dự kiến kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Thời gian học hàng ngày của Trọng là từ 17 giờ đến 20 giờ 30 phút. Quá trình đi học, vào những ngày cuối tuần thứ Bảy, Chủ nhật, Trọng được nghỉ học, thường về thăm nhà. Thứ Hai đầu tuần lại xuống thành phố tiếp tục học tập. Lần gần nhất là ngày 20 tháng 5, Trọng về thăm nhà và kết hợp đi dự đám cưới của một người bạn tại địa phương. Chiều cùng ngày, Trọng điều khiển xe gắn máy xuống thành phố Thanh Hóa tiếp tục đi học như thường lệ. Theo lời bà Bình, lần cuối cùng bà nhận được tin nhắn của con trai là vào chiều ngày 25 tháng 5. Lúc 18 giờ 32 phút ngày 25 tháng 5, bà nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook của Trọng với nội dung: "Mẹ ơi, con nợ xã hội đen 100 triệu, mẹ cứu con với, nếu không họ giết con mất." Sau tin nhắn đó, gia đình bà Bình rất lo lắng, liên tục gọi điện, nhắn tin với con trai nhưng bất thành. Gia đình bà Bình cũng đã xuống thành phố Thanh Hóa hỏi khắp nơi tìm kiếm tung tích con trai nhưng không có kết quả. Ít ngày sau, Facebook của Trọng nhắn tin cho bà Bình một số tài khoản để bà này chuyển tiền trả nợ. Bà Bình và gia đình nhờ người kiểm tra thì phát hiện đó là một tài khoản sử dụng để chơi game nên không gửi tiền. Bà Bình kể trong nước mắt: "Tôi đoán Trọng đã mang xe, máy tính để đem cầm lấy tiền chơi game. Chơi hết tiền thì nó sẽ tự về nên tôi không báo công an. Nếu báo thì có vết đen trong hồ sơ, đi xuất khẩu lao động sẽ khó khăn." Bà Bình cho biết thêm, trước khi Trọng ra khỏi nhà bà ngoại, xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa thì mất tích kể từ đó. Lúc đi có mang theo xe máy và có cầm theo máy tính và điện thoại. Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ lập chuyên án truy xét, huy động tối đa lực lượng để điều tra, xác định tung tích nạn nhân và truy bắt đối tượng gây án. Quá trình điều tra, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định đối tượng sát hại anh Phạm Đức Trọng chính là Lê Văn Hoàng, sinh năm 2004, trú tại phố Tân Trọng, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa. 11 giờ ngày 3 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Hoàng. Qua đấu tranh, bước đầu Lê Văn Hoàng khai báo,
Do có quen biết từ trước, ngày 20 tháng 5, Lê Văn Hoàng làm việc tại cửa hàng xăng dầu Quảng Thành, trú tại phố Tân Trọng, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, đã cho anh Trọng vay 5 triệu đồng, lãi suất 5.000 đồng một ngày trên 1 triệu đồng, bằng hình thức cắt lãi và trả tiền gấp hàng ngày trong vòng 15 ngày. Hoàng đã cắt lãi trước 2,5 triệu đồng, chỉ đưa cho Trọng 2,3 triệu đồng. Đến hẹn không thấy anh Trọng trả tiền và chặn mọi liên lạc với Hoàng. Bực tức và bị lừa nên Hoàng đã lập nick Facebook giả danh phụ nữ, kết bạn qua Facebook với Trọng để tán tỉnh, yêu đương. Sau một thời gian ngắn, chiều ngày 25 tháng 5, Hoàng hẹn gặp Trọng tại nhà của Hoàng. Khi anh Trọng vào đến sân, Hoàng nhanh chóng chạy ra đóng cửa, uy hiếp bắt anh Trọng trả tiền. Lúc này, Trọng sợ nên bỏ chạy vào trong nhà. Hoàng chạy theo, dùng chiếc ống đun nước bằng nhôm đập liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, khiến anh Trọng gục ngã xuống nền nhà và tử vong. Khi xác định anh Trọng đã chết, Hoàng hoảng loạn, sợ hãi muốn phi tang dấu vết. Nghĩ là làm, hắn dùng băng dính có sẵn trong nhà quấn hai tay anh Trọng trước ngực, quấn kín vùng đầu và mặt anh Trọng, sau đó dùng hai vỏ bao xác rắn bỏ thi thể anh Trọng vào, rồi giấu xác dưới gầm giường tại phòng ngủ tầng 2. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi mọi người đã đi ngủ, Hoàng vác anh Trọng đặt lên trên phía sau xe máy rồi chở đến khu vực cầu Hàm Rồng, ném xác anh Trọng xuống dòng sông Mã phi tang. Những tài sản của anh Trọng gồm xe máy Airblade, laptop và điện thoại di động, Hoàng mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Hoàng về hành vi giết người, cướp tài sản, đồng thời tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát và các đơn vị có liên quan tiến hành các hoạt động điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Tiếp theo là một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng, tài xế xe ben mất lái để chết 3 người ở Hòa Bình. Chi tiết vụ việc ra sao, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đang tạm giữ hình sự tài xế lái xe ben tên Nguyễn Văn Doanh, 29 tuổi, trú tại xã Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều qua tại địa bàn xã Bảo Hiệu, khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương. Làm việc với công an, Doanh khai thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, chiếc xe ben do anh ta điều khiển bị mất phanh, mất lái, dẫn đến vụ tai nạn thương tâm. Cảnh sát cũng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh chất ma túy đối với Nguyễn Văn Doanh. Qua kiểm tra, không phát hiện vi phạm. Là người sống sót sau vụ tai nạn, anh Hà Ngọc Thạch, 20 tuổi, trú huyện Bá Thước, Thanh Hóa kể. Vào chiều ngày 4 tháng 6, biết anh Phạm Văn Thắng, 31 tuổi là hàng xóm, chở khách đi khám bệnh ở Hà Nội về quê, nên anh Thạch đã nhờ anh Thắng đưa về cùng. Khi xe con đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đến địa bàn huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, thì bất ngờ xe ben chở đất đi hướng ngược lại va chạm với máy xúc rồi lật ngang đè lên xe con. Thời điểm chiếc xe gặp nạn, anh Thạch ngồi ghế phụ phía trước cạnh lái xe. Vụ tai nạn xảy ra quá nhanh, lúc đó tôi chỉ kịp phản xạ theo quán tính, trường người xuống và nằm sát sàn xe. Anh Thạch bàng hoàng kể lại, va chạm mạnh khiến anh Thạch bị choáng. Khi mở mắt ra thì mọi thứ xung quanh chỉ là màu đen, nên anh hoảng loạn kêu cứu nhưng bất lực, toàn thân không thể di chuyển. May mắn một lúc sau, người dân và lực lượng chức năng cổ chiếc xe ben ra ngoài rồi bới đất, đập cửa kính đưa mọi người ra ngoài. Sau đó, anh Thạch được đưa đi vào trung tâm y tế huyện Yên Thủy sơ cứu, điều trị. Rất may, anh chỉ bị thương nhẹ nên được về nhà sớm. Trong số 3 người tử vong trong vụ tai nạn trên, có 2 nạn nhân là mẹ con. Họ được xác định gồm bà Nguyễn Thị Hồng, 60 tuổi, trú tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa, và chị Thào Thị An, 37 tuổi, sống tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Người thân gia đình bà Hồng kể, chị An lấy chồng và chuyển vào tỉnh Khánh Hòa sinh sống đã nhiều năm nay. Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên chị An về thăm quê rồi sống cùng gia đình. Ngày 4 tháng 6, chị An thuê anh Phạm Văn Thắng chở mẹ đi Hà Nội khám bệnh. Trên đường trở về thì xảy ra vụ tai nạn nói trên. Hàng xóm nói rằng bà Hồng có cuộc sống rất khó khăn, nay cả hai mẹ con lại cùng gặp nạn nên rất đau đớn, xót xa. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.